xong rồi mới luộc đó, vậy đó. Cực lắm chứ phải chờ đâu. Nhưng một khoảng cỡ mấy nước nữa là mới khoảng cỡ trong cơ sở. Đúng rồi, nước rồi đó. Trong nước rồi bỏ vô cái biết bao nhiêu cái nước. Dạ. Còn bà lấy cái thùng chứa nước hay như thế nào không? Để đi đi mua cơm rồi bà ăn cơm gì? Có gì được. Không có giúp bán ít, không có giao tiền. Và bắt đầu không có tiền trước. Rồi
con muốn mượn số tiền lớn mà để con trả mấy cái dòng dòng nợ này, nợ nhỏ cũng như mình góp vào một chỗ thôi. Dạ. Nhưng mà cô không có tiền góp. Dạ. Còn thí dụ ở đây mượn 1 triệu thì góp ngày 50 quá nặng. Dạ. Rồi thí dụ giờ mượn con 2 triệu đưa góp ngày 100, rồi mượn đây 3 triệu góp ngày 150 vậy đó. Có nhiều khi khổ quá cũng bóc tiền tính của xã hội ra 1 triệu ngày 20 ngàn tiền lời. Là như vậy là nợ té nợ ra. Là tiền đứng là 20 ngàn, chừng nào có 1 triệu trả hai trả 1 triệu là không có lấy 20 ngàn của mình đó, là chỗ đó nợ là nợ vậy. Mấy tháng trước thì chú có làm, còn mấy tháng thì chú bị bệnh chú nghỉ luôn rồi. Chú là bảo vệ, bây giờ chú bị bệnh tim, chú là mệt, chứ khám chú cũng có bị phổi nám bên á, giờ chú nghỉ luôn rồi. Cô là còn nợ bao nhiêu tiền cô? Nợ à, bao nhiêu tiền? Nếu nợ nè, là có 70 triệu á. Dạ. Đó là thật lòng để mà nói. Dạ. Mà mấy ngày nay cô bán, cô giái mẹ, đợi cho cô bán trả hết mấy đồng nợ rồi thôi. Đó. Chứ cô á, thì cũng nợ cũng nhiều lắm, nợ cũng nợ cũ. Dạ. Tháng này mấy chủ nhà có bán được, có gọi điện đòi không? Nè, có nhiều người lại đấy rồi nhiều chứ. Mấy lúc trước mà con tụi con lại quay phim á, thì cô nói chung á là cô bán cũng được nhưng mà cô sợ, tại vì một lúc rồi lấy một lần một cô không có tiền gì ấy, cũng như là bữa nay cô góp cho con, ngày mai cô góp cho người đứa này cô mới góp nổi, còn ví dụ góp được 3 đứa vô một chỗ cô góp không nổi. Chú đi tôi chạy ra tôi mua thang, em vô cho cái tiếng này nè, đi tôi chạy ra tôi mua thang về tôi phụ. Nhưng mà cha mẹ chết hết rồi, về cái hồi nhỏ. Dạ. Dạ, có mình cô à. Cha mẹ chết hết à. Dạ, cô. Không có chồng họ mà con chị hai á. Dạ, cô lên đây bao lâu rồi? Cô à, lên đây cái hồi lúc cô còn nhỏ, lúc có má còn sống. Dạ. Thì má còn sống rồi lúc mình đi ở đợi cho người ta, chứ chưa biết mua bán. Rồi lúc trong thời sau này má chết rồi bắt đầu nó nghĩ qua tự bán kia. Từ xưa giờ là cô ở trọ hoài từ xưa giờ luôn. Ở trọ, nói chung là còn con gái, ngày mai ở nhà người này, mai ở nhà người kia, cũng nghe ai cũng thương. Ở rồi kia là mặn chuyện, người kia phụ vô, người ta cho tiền cho cơm, người kia ăn, thì lúc còn nhỏ. À, rồi sau này mình đến mình chuyển thành ra mình biết, rồi có chồng, có con, người kia. Nói chung là đi tới đâu ai cũng thương, tại nổi vậy, đừng làm biến vậy được rồi. Nhờ mấy con à, tôi là thật lòng cô không biết luôn. Hồi đó giờ tôi cũng ngay thẳng à. Rồi sau này người ta nói á, tôi mới hiểu. Thì nói là cũng nhờ tụi con, nhờ tụi cháu rồi cô mới bán đất nhà gì. Trước là cảm ơn tụi con, sau là cảm ơn khách hàng. À, khách hàng là Thượng Đế. À, chúc các con, các chị, các anh, các em được vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Chúc Tết luôn quá. Với gần Tết rồi. Gần Tết rồi. Cô có nghĩ là do cái giọng nói của mình dễ thương hay là cách buôn bán mình dễ thương nên khách nó tới nhiều không? Nói chung là ăn thua con thôi. Cô nghĩ sao cô nói vậy? À, dạ. Như trong bụng mình nghĩ sao mình nói. Con cái cô đâu hết rồi.
Nhỏ con gái đi làm mệt đó con. Nó ngủ. Dạ. Rất 2 giờ đi làm. Dạ. Chỉ có một nhỏ gái thôi. À, còn hai thằng trai thì có vợ ở Duyên. Dạ. Có vợ có chồng ở Duyên cũng mướn nhà. Dạ. Nói chung con cái cũng lâu lâu cho tiền. Dạ. Có nhưng mà ví dụ con cho thì cô giấy chứ cô không có sinh con, tại vì con của mình thì cũng còn có con, còn có vợ. Ví dụ mà có hiếu thơm thảo thì cho mẹ thì mẹ lấy, tại vì mẹ đang khổ, mẹ nhà mướn mà, thì con cũng chúc cho con của cô sức khỏe dồi dào để cho cháu nội mình. Đó, với con cô đứa nào cũng có hiếu hết trơn á. Hai thằng con trai, đứa là tên Vũ Anh, đứa tên Vũ Em, đứa nào cũng có hiếu đó, cũng dễ thương. Con này rất có hiếu nhưng mà hơi khó khăn chút. Cô trà thì tập tí ra, có bữa con mua là dính bùn còn khá nhiều. Không, không phải. Nó dính bùn là ăn thua trong cái ruột con ốc, không có thể được. Dạ. Không phải, mà nó quan trọng là con thấy là con ốc này nó trà sạch. Mà cái con ốc mà dính bùn là cái ruột nó nằm ở trong. Thì mình phải chạy ốc quá trời dưới ruộng. Giờ con ốc với ruột, giờ con ốc mà nó ăn tuốt vô trong này rồi nhà con. Giờ bây giờ nó đầy mặt như vậy nè. Nó ăn tuốt trong này sao cũng trà sạch được. Nè con thấy không? Bây giờ con tự suy nghĩ đi. Bây giờ con trả đây là trắng tươi rồi, con cầm coi không có một miếng thịt. Đó. Ở ngoài là trắng rồi đó. Là trắng rồi đó. Dạ. Nhưng mà giờ con ốc nó ngâm tuốt trong này sao con trà tuốt trong? Cái đó là phải chịu thôi. Nhưng có một cách đó là như là ngâm qua đêm thì nó sẽ nhả ra đường luôn con. Không có ai mà ngâm qua đêm bán sao kịp con trai, không có ai dữ đó. Con nói con ngâm qua đêm con ăn một tí á, để ở nhà ăn thì được. Còn người ta bán thì không có người nào mà làm gì hết trơn. Đó là gì đó. Lấy sáng là bán chiều. À, không có ai mà ngâm qua đêm. Dạ. À, vậy đó. Ốc lúc mua về còn rất là bạn buồn, nhưng mà sau đi về cô sẽ trà rửa lại cho nó sạch sẽ. Cô vô lúc nào? Hồi tối chiều cô bán về, cô làm luôn. À. Về làm liền luôn đó. Dạ. Chân cô bị té bở hõm rồi đúng không cô? Bở hõm, mấy tay chân bở hõm, con chạy chân. Vô sẵn luôn không kịp á. Dạ. Chị đã chắc bán nhanh á. Chị đã. Rồi. 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 Rồi.
rồi để bắt đầu luộc nè. Chuẩn bị luộc nè. Chắc là cô phải làm thêm nước mắm chứ, nghe nói nước mắm thì thiếu á. À, nước mắm làm xong luôn rồi, cô làm xong hết trơn rồi. Làm hết rồi. Thấy mấy con ốm này là lửa ra da này ập ốm. Ập ốm chơi thầy con ở mới giục da. Bỏ đổ ngồi đi giục. Đó cái thao. Mình biết ốm ốm rồi hả? Con nghề mà con. Thao đỏ đừng hứng hứng nước nè. Cái thao đừng ngớp ra. Cái này là mang vô quá hả con? Rồi xong rồi con. Con cắt cắt cái kia rồi luộc cái da nước cái kia nữa. Yeah. Nói chung là một bịch ốc tôi là có thể là 600 g, chưa luộc là 700 g. Đó. Rồi tiền nước mắm, rồi tiền mật, rồi tiền hộp, rồi tiền tông, rồi tiền nước, tùm lum hết trơn, đủ thứ tiền nữa con. Nhưng mà chẳng qua là cô nhờ số nhiều là một, hai là cô nhờ nước mắm ngon. Giỏi lắm. Cô lời của lời chú rồi, giỏi lời lắm. À, giỏi trả lời. Ngủ luôn á đó. Đẹp chú á, nhưng mà không phải ngay xấu. Bớt nói đi bạn. Bạn nói trả lời đi. Bạn bớt nói ra đi bạn. Bạn nói nhiều quá. Con chú vui quá à. Cô của chú nó nghe ngọt ngào quá à. Câu sau. Nhiều quá à. Bạn nói gì cũng hay đâu. Mấy người ăn mà già đó, mắt rồi đó, yến rồi đụng thò nhớ ra. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Chữ nó đột có đẻ rồi mà nó lì quá nó không biết nghe. Chữ nó đột có đẻ.
Để nó không trả lời chứ nào á. Trời ơi, trả lời chắc nó xỉu luôn quá. Nếu mà nó trả lời vợ chồng chú không có bán ốc luôn á, cho lại đây vậy nói chuyện. Có tiền luôn á. Luôn á. Cô tính nếu mà sau này mà bán mà đông khách là cô có tính thuê một chỗ nào đó mở bán không? Thế là thuê một cái mặt bằng. Không, nhưng mà nếu mà bán ổn định. Quay chó nè, quay chó nè. Nhưng mà bán ổn định rồi. Đó mà trước. Mà trước. Cứ lại hoài à. Chỉ cần nói muốn ăn là sao lại lại đó. Tại vì cô cứ lời hứa với mẹ cô trả hết nợ chứ cô không có bán cái nghề này. Tại cái nghề này cái nghề xuất sanh. Cô tính là gái mẹ cho cô trả hết nợ hết lần rồi. Cô cũng nhiều món ngon lắm. À, một là cô bán gỏi đu đủ, tôm, vỏ tai heo, thịt. Rồi con mà nhìn cái xe gỏi cô là con không ai cũng thấy ăn không? Một xe gỏi, tôm gỏi. Nó còn ngon hơn là dữ dằn hơn nóc nữa đó. Mà cái nghề này là nghề sắp xong thì cô giấy lại trả hết nợ, cô phải đổi món. Thì ví dụ sau này cô cứ đổi món là các con gà ủng hộ vì cô, cảm ơn. Nhất là một là bán xôi, hai là bán gỏi đủ, tôm, thịt, rửa tay heo. Chúc con dồi dào sức khỏe. Đó, con thấy không? Cái này là trà hả? Trà hiệp hai vậy đó. Từ ở chòm sớm từ đầu đường ra tới đầu ngõ người nào cũng thương cũng mến cô á. Tại vì cô rất là hoạt bát vui vẻ. Hoạt bát chứ sao hoạt bát. Cô có hay hát hò này nọ nhiều không? Cô không biết hát. Cô biết hát à? Không biết. Tại đó giờ biết mua bán rất là giỏi. Hát thì không biết hát. Cô có những câu mời khách nào hay nói không? Nghĩa là mời là liên tục hay là kiểu như mà sao nói là khách tới mua ốc của mình á. Giống như rau á. Giống như rau sao á? Không có rau. Có, giúp chú nó rau à. Dạ. Ai ăn một vịt lộn không? Giúp chú là cô bán một vịt lộn đó. Ai ăn một vịt lộn không? Còn ốc thì sao cô? Ai ăn ốc không? Nè, đây là xong rồi nè con. Dạ, vậy đó. Nước khi mà rửa sạch như vậy thì cô sẽ dừng lại đó. Xong rồi đó. Dạ. Cô có cuồng không xài điện thoại? Điện thoại con mới hư rồi. À, trước giờ vẫn xài nhưng mà giờ này không có xài đúng không? Nói chung là con không biết xài. Bây giờ hơi biết. Hồi đó bạn của chồng con nó gọi điện thoại cho ổng mà cô tắt máy không à. Con còn nói bạn ông kỳ quá tự nhiên cúp máy. Ông nói bà tắt máy sao mà bà
nào cũng vậy bộ, ai mà gọi cô quên bắn nha, quên bấm cái nút tắt hoài à. Thì là có người là không có tài điện thoại luôn mới vô chứ. Rồi, chưa uống thuốc nữa phải không? Chưa uống thuốc. Ờ, chưa uống thuốc, chưa bệnh, chưa uống thuốc. Chưa uống thuốc, năm đó. Vậy mà dễ thương á, mong mấy the tôi á. Thôi, chứ sao? Kệ, bệnh lâu năm mà có người theo được rồi. Tôi cũng dám hơn, tôi không có đẹp thì tôi dễ thương. Rất là có duyên luôn đó con. Nè, mình thấy dưới đây là hình như có luộc bằng bếp ga nha. Trời, chắc thốn ga lắm. À, trên đây thì có hai nồi nha. Bây giờ thì luộc liên tục thôi, cứ luân phiên thôi đó mọi người. Cô chú vô sẵn nước mắm nè, thì cô phải tự vô ở ngoài. Nhưng mà bữa nay chắc chua sẵn vậy bán cho nó nhanh đó. Tại vì khách chiều đông quá trời đông. Nhà này có mấy cái vuông à con ơi, để coi nhà này giỏi lắm, chừng 10 cái vuông à. Dạ. Cô chú tức là ngủ ở đây luôn á hả? À, ngủ đây. Chú ngủ nhỏ gái, ngủ gì ở đây. Tiếng đổ cái đó này cho nó chín đều luôn chứ hả? Cho nó chín đều, tại vì nó chín ở dưới mà trên chưa chín. Dạ. Đó vậy là thành phẩm rồi đó, là cứ thế mà chấm nước mắm rồi về cho nó mới ăn thôi. Đây nước mắm là cô vô sẵn hết trơn rồi nè, chỉ cần chiều mang ra bán cho khách thôi. Ủa chú cái này có bỏ xả không chú, hay là mình khi mà mình bỏ xả sao? Dạ. Mình bỏ xả vô cái nồi bự cho nó thơm lên mùi xả. Đúng rồi, mình hấp qua cái dưới. Mình hấp cái hơi xả nó lên là được rồi. Dạ. Đây, này cô chú mua ốc đây nè các bạn. Trồng, trồng. Đó thì mua bình điện. Quá trời. Đây còn một chồng nữa chưa rửa. Ngoài kia cô đang rửa mấy bọc rồi. Dạ. Chiều nay chú có ra phụ cô không? Thì chiều cũng phải ra phụ chứ không ra phụ chứ được. Dạ. Nhưng, cực lắm. Dạ. Làm nghề gì cũng cực mà chú. Bán vàng cũng cực vậy. Bán vàng phải đứng không có được ngồi luôn á. Dạ. Bán vàng thì cực mà. Dạ. Bán vàng cũng cực. Trời ơi, vô cướp á chú, đừng giỡn. Dạ. Hồi nay giang hồ ghê lắm. Đây mọi người, xe của cô này chuyện xong cô xe lại chiếc xe này. Phải không ta? Đúng rồi. Đó, cô sẽ bỏ cái đồi trên kia ha, xong rồi đẩy cái xe này đi. Chiều nay ở vị trí cũ nha mọi người, ở ngay chỗ mà Lê Quyên, tầm cái đường Lê Quyên hướng ra Phạm Hùng nha.